Nhận định xoay kèo Thái Lan với Bahrain, 19 giờ ngày 31 tháng 5, giao hữu quốc tế, sân bây giờ. Có thể tin tưởng chủ nhà Thái Lan khi trong quá khứ, họ chưa từng thất bại trước Bahrain khi thắng 3, hòa 2 trong 5 trận gần nhất. Cách đây vài ngày, đội tuyển Thái Lan vừa giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Turkmenistan. Trận đấu với Bahrain nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại giải ASEAN Cup 2023 của thầy trò huấn luyện viên Mano Polking. Thực tế, dù đội U23 Thái Lan cũng tập trung nhưng đội tuyển Thái Lan không mất nhiều cầu thủ trong đợt này. Có chăng họ chỉ không có sự phục vụ của Chanathip Songkrasin bận thi đấu ở Nhật Bản hay một vài cầu thủ nhập tịch như Manuel Bị, Philip Roller, Kevin Dierumram. Trong khi đó, Bahrain cũng cần chuẩn bị cho vòng loại ASEAN Cup 2023. Cách đây vài ngày, đại diện Tây Á cũng giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Myanmar. Nhìn chung, họ có thực lực tương đối mạnh khi từng cạnh tranh với Iran, Iraq tới những vòng đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Đây là trận đấu giao hữu trên đất Thái Lan, nên nhà cái để chủ nhà chấp âm 1/4. Nhìn chung, đây là tỷ lệ khá sát với thực tế. Có tin tưởng chủ nhà Thái Lan khi trong quá khứ, họ chưa từng thất bại trước Bahrain khi thắng 3, hòa 2 trong 5 trận gần nhất. Trong đó, lần gần nhất ở ASEAN Cup 2019, Thái Lan đã thắng 1-0 khi Bahrain chấp âm 1/2. Thống kê cho thấy 6/8 trận gần nhất của Thái Lan và 4/5 trận gần nhất của Bahrain nổ xỉu. Kịch bản này cũng xuất hiện trong 4 trận đối đầu gần nhất của hai đội. Việc nhà cái để cột mốc tài xỉu 2-1/4 cho thấy niềm tin vào khả năng trận đấu có ít bàn thắng tăng cao.